Việt Vision. Xin chào anh Trần Siêu. À, xin chào anh Ngọc. Em là Hữu Ngọc Hà Nam. Thì thời gian vừa qua thì em cũng có lên trên mạng Facebook và cũng có biết về anh. Một số cái video anh đã từng lên trên mạng để phản đối lại những cái luận điệu xuyên tạc của những người chống cộng cực đoan. Thì ngày hôm nay em muốn về đây mà được gặp được anh ở Hà Nội thì em muốn hỏi anh một số vấn đề như này. Tức là hiện nay là bác Trần Đại Quang vừa mới mất thì chúng ta đang có đề cử là bác Phú Trọng thì lên thay chức chủ tịch nước của bác Trần Đại Quang. Thì anh cho em biết là khi mà bác Nguyễn Phú Trọng lên thì cái nhóm chống cộng cực đoan họ rất là tức. Tại vì sao? Họ muốn đất nước mình là có thật nhiều tham nhũng, có thật nhiều tệ nạn xã hội. Đó. Thì họ sẽ thành công trên cái con đường mà họ muốn lật đổ nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên ở đây thì bác Nguyễn Phú Trọng á, là bác lại là người chống tham nhũng rất là mạnh mẽ, cho nên được lòng người dân. Và 100% là số phiếu ủng hộ bác. Thì anh cho em hỏi ý kiến của anh thế nào? Xin chào khán giả Việt Vision. Thế thì hôm nay là Hiếu Ngọc là ra đây gặp anh em tôi ngoài này thì có một cái cuộc gọi là đàm luận vì hè. Thì Hiếu Ngọc có hỏi cái câu chuyện như này, thì theo tôi nghĩ tôi là người ở đất thủ đô và cũng đã tham khảo nhiều người ở nhân dân thủ đô, thì họ nói rằng là nếu nói đúng về cái vấn đề qua cái cuộc bầu cử của Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa trước ấy, thì bác Trần Đại Quang thì bác làm chủ tịch nước. Thế bác ấy đang trong cái thời kỳ bác đang làm thì bác mất. Thì bây giờ Trung ương họp lại với hôm vừa rồi thì có bầu bác Nguyễn Phú Trọng là người nắm quyền luôn cả chủ tịch nước. Thì tôi thấy nhân dân của cả nước và nhân dân thủ đô hoàn toàn ủng hộ vấn đề này, vì bác là người đầu tàu gương mẫu đứng ra chống cái vấn đề giặc nội xâm là mạnh nhất. Đấy. Mà nhân dân ta thì đang là bức xúc nhất về vấn đề giặc nội xâm. Vì vậy cho là rất nhiều người thấy bác Trọng được lắm cả coi như là quyền chủ tịch nước và tổng bí thư, thì mọi người đều là ủng hộ. Bác là người đầu tàu gương mẫu dẫn dắt Trung ương, dẫn dắt Bộ Chính trị là chống tham nhũng, chống giặc nội xâm rất là mạnh. Đấy, theo tôi nghĩ như thế. Thì bác Trọng thì bây giờ cũng đã lớn tuổi, không biết bác làm được bao lâu, nhưng chúng tôi rất muốn bác Trọng có khả năng sống khỏe thêm được dài thời gian nữa để bác làm vấn đề này, cho đất nước ta được trong sạch, cho mọi que nó sẽ không còn cái cơ hội để nó nói về đất nước Việt Nam của chúng ta nữa. Đất nước Việt Nam chúng ta còn một số cái tiêu cực, trong khi đó thì bó que nó dùng mọi hình thức nó đánh vào đất nước ta. Thứ nhất, chúng đánh vào kinh tế. Thứ hai, chúng đánh vào chính trị. Cái thứ ba là chúng đánh vào văn hóa. Cái thứ tư là chúng đánh vào tư tưởng. Vì vậy, trong cái lúc này, đất nước ta rất cần những người như là bác Trọng. Đấy, là để đầu tàu gương mẫu dẫn dắt từ trung ương cho địa phương, từ cán bộ cho nhân dân, để xóa bỏ những cái hệ thống coi như là gọi là giặc nội xâm này. Đấy, là nhân dân rất là ủng hộ. Tôi nghĩ là không cứ gì trung ương mà kể cả nhân dân ở ngoài, tôi đi tham khảo những người dân ngoài, người ta cũng rất là ủng hộ vấn đề này. Đấy là theo ý kiến của tôi là như thế. Dạ vâng, và em cảm ơn anh nhé. Và vâng. Xin chào Hiền Mai. Ngày hôm nay chị về Hà Nội thì rất vui là được gặp em. Em cũng rất là vui và rất là mong mỏi được gặp chị, bởi vì em cũng chỉ là một cá nhân của bình thường của Việt Nam, của Việt Nam thôi, và em thấy những cái sự xuyên tạc mà của cái bọn dân chủ cuội và bọn chống cộng cực đoan ấy, và thông qua mạng xã hội em được quen biết chị và thấy chị là một cái người mà có một cái ý chí bẻ gãy luôn cái xuyên tạc của ba que, tức là bọn chống cộng cực đoan ở bên hải ngoại lẫn cả bọn dân chủ cuội trong nước cũng đang xuyên tạc và bóp méo thổi phồng những cái thông tin trong nước của mình ý. Thì rất là may mắn là em được gặp chị và rất vui được quen chị trên mạng xã hội. Để làm gì ạ? Để cùng chị em cùng đoàn kết vẻ gãy những điều xuyên tạc của bọn chúng, để làm sao để cho đất nước của mình phát triển bền vững, yên ổn phát triển từ kinh tế, chính trị, xã hội. Cảm ơn em, thì cho chị hỏi một số vấn đề như thế này.
ngày hôm nay chị về đây á là em vẫn thường vào các cái live stream của chị ở trên mạng Facebook. Thì chị thấy em có những cái ý kiến rất là chính nghĩa. Thì có một số cái luận điệu xuyên tạc của một số linh mục phản động hiện tại như Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Ngọc Nam Phong và Nguyễn Duy Tân. Thì theo em chúng ta cần phải có biện pháp gì để làm sao cho người dân Công giáo họ hiểu ra được những cái linh mục mà họ đang phản động và chống lại đất nước như thế này? Thì em cho biết ý kiến của mình. Cá nhân em nhìn nhận thì chính cái luật pháp của Việt Nam thì vẫn chưa thật sự có tính chất răn đe cao. Bởi vì một số những cái thông tin hoặc là những cái bài đăng của người ta chỉ phạm vi phạm hành chính vào cái bộ luật thông tin của nghị định theo khoản A điều 4 điều 134 của nghị định chính phủ ban ra ấy, thì những cái linh mục đó chỉ đăng tuyên truyền trên mạng là chỉ vi phạm vào cái bộ luật thông tin thôi. Cho nên là trong cái đó thì lại chưa liên quan đến vấn đề dính dáng đến vấn đề hình sự. Thì chính vì vậy mà bên công an BA88 đang quản lý các linh mục đó đều có mời họ lên làm việc. Đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên là những cái điều họ làm ấy thì lại không vi phạm được luật hình sự, chỉ mở lên răn đe, nói chuyện và vi phạt hành chính thôi. Đấy, chính vì vậy mà họ vẫn đang hàng ngày đêm điên cuồng chống phá Việt Nam, dẫn dắt đàn những người chuyên ngu muội của mình đi theo họ. Thì rất mong muốn là luật pháp không sờ gáy được họ, nhưng nhân dân của mình am hiểu và hiểu biết cùng lên án mạnh mẽ để làm sao để ngăn ngừa những hành vi người ta đang xuyên tạc, bóp méo để chống phá Việt Nam, họ lôi kéo chống phá Việt Nam. Muốn đất nước phát triển, muốn đất nước bình yên thì phải bình yên để mới phát triển được. Thế rồi, cảm ơn em. Nói chung là qua cái ý kiến của em thì nhưng mà cũng nghĩ rằng chỉ cần có những người yêu nước và có những chính kiến như em thì chắc chắn rằng sẽ bẻ gãy được những cái luận điều đó, và chúng ta sẽ giúp cho những người giáo dân chân chính họ sẽ hiểu ra được ai là linh mục phản động và ai là linh mục chân chính, để đưa họ có một cuộc sống bình an và có một cuộc sống đúng nghĩa là một người dân trong một đất nước. Cảm ơn em đã... Em cũng xin nói thêm một điều rằng là các linh mục đó đang nói rằng là nội bộ hoặc là bản thân như chính quyền Việt Nam đang có những cái đấu tranh trong nội bộ. Nhưng em xin nói ngược lại rằng là chính trong hàng ngũ Công giáo, các linh mục đang đấu tranh để ngon lên chức linh mục. Để làm gì ạ? Để họ có những thời cơ tận dụng họ chống phá chế độ chỉ là một cái cớ của họ thôi ạ. Cái quan trọng nhất là họ quyên góp của bà con kia Việt kiều hải ngoại hoặc là các con chiên ở giáo dân, để họ quyên góp tiền trục lợi cá nhân cho chính bản thân họ. Đấy, em phải nói trước, trong nội bộ người Công giáo đang đấu tranh như vậy. Thì tại sao họ đang có những cái đấu tranh cục bộ của họ, tại sao họ không đấu tranh chính trong cục bộ của họ mà họ phải liên quan đến chính trị đất nước? Bởi vì chính trị đất nước là thế nào ạ? Bản thân ở trong vùng máy lãnh đạo đã có quốc hội, đã có ban nọ ngành kia, họ đều là những người con ưu tú được nhân dân bầu lên, thì họ là người dẫn dắt đất nước chứ không phải các linh mục tham gia vào những vấn đề chính trị. Em chỉ mong muốn các linh mục hãy dẫn dắt đàn chiên của mình hướng thiện và ủng hộ đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, để đó cũng là một cái hình thức gián tiếp xây dựng Việt Nam lành, giàu đẹp, văn minh. Cá nhân em nói như vậy. Cảm ơn em. Cho chị hỏi một câu như thế này nữa. Đối với đất nước chúng ta hiện nay đang phát triển tiến đến thời đại 4.0, tức là chúng ta phát triển một cách là mạnh mẽ trên cái mạng Internet, thì có một số linh mục như vậy như chúng ta thì chúng ta nhận ra được ai là linh mục phản động, ai là linh mục chân chính. Thì những người này á, chúng ta cần phải mạnh mẽ lên tiếng để cho giáo dân họ tỉnh ra. Thì cái này rất mong các em có những cái chia sẻ nhiều hơn và tìm hiểu những kiến thức về đạo Công giáo nhiều hơn, để chúng ta mới có thể vạch mặt được. Thì đối với em thì em có cái suy nghĩ nào về vấn đề này chưa? Vâng, không phải bản thân Quốc hội Việt Nam đã có những ban hành rồi, tức là người dân Việt Nam được quyền tự do tôn giáo, đúng không ạ? Bây giờ nếu mà nó để dẫn dắt cụ thể những cái đó thì em phải mở, em phải có những cái thu thập những cái số liệu cụ thể. Tuy nhiên là
người dân Việt Nam được quyền tự do bày tỏ chính kiến của mình thông qua từ cấp cơ sở đến cấp trung ương. Và bao giờ cấp cơ sở, bản thân cấp cơ sở đều có thể giải quyết những lý do cho những thắc mắc cho người dân thì vô tình là đó là quyền tự do ngôn luận. Cho nên là những cái thông tin mà những cái cực đoan người ta nói là Việt Nam không có nhân quyền, không có tự do là một điều hoàn toàn sai trái, biết đấy. Thực ra thì tiếp lời em Ngô Hiền Mai, Ngô Hiền Mai có đề cập đến vấn đề linh mục Nguyễn Duy Tân phát ngôn bừa bãi xuyên tạc bố láo tét trên mạng xã hội, nhưng cơ quan an ninh xã hội, an ninh tôn giáo PA88 của tỉnh Đồng Nai không làm gì được hắn ta mà chỉ căn cứ theo các nghị định và các cái quy định của Bộ Thông tin Truyền thông xử phạt hành chính trên lĩnh vực truyền thông trên không gian mạng thôi. Thế thì thực ra thì sắp tới đây năm 2019 thì Việt Nam mình có một cái bộ luật hình sự điều chỉnh hành vi đó, đó chính là luật an ninh mạng. Và điều mà chúng ta cần phải tuyên truyền bà con biết đó là gì? Luật an ninh mạng không cấm người dân dùng mạng xã hội Facebook, YouTube, mà luật an ninh mạng chỉ ràng buộc cái trách nhiệm hình sự với những người dùng mạng xã hội để đưa thông tin của mình lên mạng xã hội. Nên điều này bọn phản động rất sợ, nên là chúng ta cũng cần phải có trách nhiệm tuyên truyền bà con hiểu. Chốt lại là gì? Luật an ninh mạng không cấm, không hạn chế người dân dùng mạng xã hội, mà chỉ buộc cái trách nhiệm của người dân gắn liền vào những thông tin của mình đăng lên mạng xã hội thôi, đúng không ạ? Và đối tượng ở đây bị điều chỉnh nhiều nhất, ảnh hưởng nhiều nhất đó là cái đối tượng xuyên tạc phản động, chứ người dân bình thường chúng ta đây thì hoàn toàn ủng hộ cái luật này, đúng không ạ? Vâng, à, vâng, mời chị Hương Ngọc tiếp tục ạ. Thì để tiếp theo Hiền Mai, Hương Ngọc xin chia sẻ như thế này với bà con trên cộng đồng mạng. Thứ nhất, luật an ninh mạng là để bảo vệ thông tin cho những người phát ngôn trên cộng đồng mạng. Làm sao khi mình phát ngôn lên, làm sao nó đúng với chính sách của Đảng và Nhà nước, hoặc có những cái mà những người kinh doanh họ cũng được bảo vệ trên cái cộng đồng mạng, chứ không ngăn cấm mọi người lên mạng. Chúng ta thì hiểu nôm na như vậy để cho người dân thường thường là nói những cái sâu xa thì chưa chắc có hiểu. Tức là cái luật an ninh mạng không ngăn cấm người lên mạng, chỉ bảo vệ những người lên mạng, ví dụ những người kinh doanh hoặc những người lên mạng mà có những cái suy nghĩ về chính trị hoặc là kinh tế phải có trách nhiệm với cái lời nói, hành động của mình. Gọi là trách nhiệm với những thông tin mà đưa lên mạng xã hội. Và những cái thông tin mình đưa lên mạng xã hội. Thì ở đây em là một người trẻ, em nghĩ gì về cái luật an ninh mạng này? Cá nhân em thì nghĩ đơn giản lắm, bởi vì là quốc thì có quốc pháp và có gia quy. Muốn đất nước văn minh thì mình phải là người nói khách mách có chứng, đúng không ạ? Và nói những điều văn minh để làm gì? Để bản thân mình, cá nhân từ gia đình đến xã hội để xây dựng đất nước giàu đẹp văn minh. Như thế mới là một bước tiến, một tiến lớn của Việt Nam, đồng thời cũng là bước tiến của nhân loại. Đó là cái quan điểm. Nó tuy đơn giản nhưng mà nếu mà suy từ gia đình đến quốc gia thì nó cũng như vậy thôi. Cho nên mọi mong rất mong muốn là mọi người phải có trách nhiệm với những lời nói của mình, những thông tin mình đưa lên mạng. Làm sao để nó phải có chứng cứ rõ ràng cụ thể. Đó đơn giản như vậy thôi, chứ không có gì là to tát cả. Thực ra thì nó là an ninh mạng ấy, bọn dân chủ hay xua ông ổng lên. Đúng ra ở các quốc gia phương Tây, EU và Mỹ thì luật an ninh mạng còn có trước và chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn Việt Nam rất nhiều. Ví dụ cái đây một tháng, tức là 11 tháng 9, nhân kỷ niệm 30 năm ấy, cái vụ khủng bố 11 tháng 9, thì một đài truyền hình tư nhân của Đức có đưa cái hình ảnh mà tòa tháp Đôi bị đánh bom. Nhưng mà trong cái giờ mà chưa phải giờ khuya, họ định nghĩa giờ khuya là từ 10 giờ đêm. Thế thì họ phát vào cái giờ mà có trẻ con có thể nhìn thấy hình ảnh bạo lực đó. Và một đài truyền tư nhân bên Đức đã bị phạt. Bởi vì sao? Ở phương Tây, ở Đức ý, bởi vì là trước đây Bảo Trâm cũng là du học bên Đức mà. Đại học Cologne. Thế thì từ 6 giờ tối đến 10 giờ đêm, gọi là giờ có trẻ con đi, mà qua 10 giờ đêm thì có các cái kênh về sách hướng dẫn về quan hệ tình dục hay là hình ảnh bạo lực đưa lên thì phải qua 10 giờ đêm. Thế thì một cái đài truyền hình của Đức ấy, đưa vào trong cái khung 8 giờ rưỡi tối theo bị phạt á, bởi vì hình ảnh liên quan bạo lực và tình dục là rất cấm. Đó, đấy là luật an ninh mạng ấy, đưa hình ảnh đó mà để cái giờ đấy là giờ không phải giờ cấm trẻ em. Họ rất lo sợ trẻ em là lúc chưa lên giường mà nhìn được cái hình ảnh bạo lực như vậy ảnh hưởng tâm hồn của trẻ thơ, đúng không ạ? Một chứng cứ rất đơn giản vậy thôi.
nước ngoài họ còn có luật an ninh mạng và nghiêm ngặt hơn ta nhiều ạ. Vâng, mời anh chị tiếp tục. Hiếu Học thì thấy có một cái ý kiến như thế này: tại sao trên tất cả các cái kênh TV của thế giới họ không đưa những cái hình ảnh bạo lực, không đưa những hình ảnh khiêu dâm? Đó cũng là một cái luật an ninh mạng. Tại vì sao trên cái mạng Facebook bây giờ nó tràn lan tất cả những cái hình ảnh có thể là bạo lực, có thể là khiêu dâm và có thể là công kích chính trị? Như vậy rất ảnh hưởng đến cái nền an ninh quốc gia, cũng như là ảnh hưởng đến trẻ em. Tại vì trẻ em cũng có thể vào Facebook hàng ngày mà. Cho nên cần thiết phải ra luật an ninh mạng càng sớm càng tốt. Đối với Ngọc lấy Ngọc như vậy. Thế thì còn tôi, được chưa? Thế là tôi thì tôi cũng hiểu này này. Cái luật an ninh mạng ấy của nhà nước ta ra là để đảm bảo cho cái thông tin của cá nhân và tập thể được bảo đảm bí mật hoàn toàn. Đấy. Những cái gì mà họ cần giữ bí mật thì người ta giữ bí mật cho người ta, không thể phát tán trên mạng bừa bãi được. Hoặc là những hacker họ vào họ phá rối là họ đảm bảo được cái vấn đề đó bí mật cho người ta là như thế. Thì tôi, người dân cũng vẫn được thoải mái, vẫn dùng mạng bình thường như thế thì người dân ủng hộ thôi. Nếu như anh không phạm pháp, anh không coi như là vi phạm về vấn đề gì, hoặc anh không gọi là đưa những cái thông tin người khác lên mạng để nhằm mục đích bôi xấu, bôi nhọ người ta, thì anh không ảnh hưởng gì cả. Đấy, vì vậy cho tôi, những người dân như chúng tôi, những người là sống một cách đàng hoàng thì chúng tôi không sợ gì cả và chúng tôi ủng hộ vấn đề đó. Và nhiều người dân cũng ủng hộ vấn đề đó. Chỉ có những hàng ngũ tội phạm họ mới sợ đến vấn đề an ninh mạng mà thôi. Đấy, theo tôi nghĩ là như thế. Cho nên là người dân chúng tôi xin là đảm bảo là 100% những người dân bình thường là người ta đều ủng hộ vấn đề an ninh mạng này. Tôi ý kiến thì... Thêm một ngày biển lặng mà lòng người rất đau, trong lòng người từng đã sóng trào.